Thường anh em tôi tỉnh, loại upper không tính tiền. Và đúng rồi, những con upper cùng upper thực sự là khá thốn. Vâng, cảm ơn những lời khen của mọi người. Trận đấu rất hay của game thủ Cam Quýt. Chúng ta chuẩn bị đến với trận chung kết đầu tiên của game thủ Tiềm Ăn Thầu. Vâng, một pha làm phép cờ lâu vị trí thứ hai. Vâng, Quân, Katarian rồi. Vâng, Kata và gờ rách. Vâng, Quân thì tôi nghĩ là Kata sẽ là cửa trên một chút vì có những đơn vị cung A khắc chế phù dễ hơn. Hơi những chia sẻ khá là vui của anh Đặng Dương. Không phải cứ anh em em xong là thịt đâu. Bài đấu đầu tiên, bài quay trở lại với bài đấu này của game thủ Cam Quýt đã có 7 hiệu to ở ngay gần nhà chủ của mình. Việc ép đề 2 cũng là khá dễ, cũng là dễ dàng hơn dành cho người cầm Katarian. Vâng, theo em thấy thì kèo đấu hôm nay là kèo đấu rất hay nha. Quân bài là rất cân trong thời điểm này. Không có ai là quân bài tịt cả. Quân vẫn đang đánh giá là rất cân. Em xin chỉnh lại quân trong trận đấu này. Kata của Cam Quýt và Garrick của Tiểu Mân Thầu. Ok anh Tiệp, Tiệp Đức ơi. Vâng, Quân đã có rồi anh Nguyễn Duy Mạnh ạ. Hôm nay thì song song với kèo đấu này thì đang có một kèo đấu giữa Văn Lớp, giữa Hà Nội và Game TV. Đội hình gia quân của Hà Nội gồm có Văn Lớp và Tuti. Phía bên kia là U98 và Mạnh Hào. Kèo đấu được đánh giá là khá căng dành cho tèm Hà Nội chúng ta. Không biết tỷ số bây giờ là bao nhiêu rồi, anh em có thể cập nhật cho tôi biết được không ạ? Vâng, chào anh Doanh Phan và chào những anh em Vĩnh Phúc nha. Vâng, trong nhà chính của game thủ Cam Quýt đang có tận 12 thằng dân. Thời điểm đầu ép đầy hiệu là rất tốt. Việc ép đầy 2 chắc chắn sẽ là mắc bình trong trận đấu này. Vâng, nhả dân và kích đời thôi. 8-19 đến từ game thủ Cam Quýt. Chiếc S được đóng để có thể ăn vàng thời điểm về sau và đá những con hiệu về. Vâng, anh em tôn tỉnh, em cũng không theo dõi kèo đấu, không thể theo dõi hai kèo một lúc. Em không biết kèo đấu đang diễn ra tỷ số như thế nào. Và những chia sẻ khá là vui của anh Đức Nguyễn. Đang phải ăn một bãi quả rất xa. Thực dồn lên
Có vẻ như không được mắc binh cho lắm. Vực tiểu màn thầu hình như đã lên đời. Bài đấu cầm Garrick, nhưng bài đang là đẹp thì cho game thủ tiểu màn thầu. Vâng, cảm ơn anh Thái Lã. Lớp đang thua 1C rồi ạ. Vâng, kèo đấu thì thực ra là một kèo đấu khá khó mà. Bên kia là U98 và Mạnh Hào, hai game thủ trong tem chính của Game TV. U98 dạo gần đây thì phong độ đang rất mắc binh. Kích ở cuối 10 dành cho game thủ Cam Quýt, bảy đấu cà thà và đánh thẳng đơn vị cung A một áo của mình. Vâng, con giò đã tới nhà của game thủ Cam Quýt rồi. Đang chọc những con dân lẻ khá là khó chịu dành cho game thủ tiểu màn thầu nha. Không biết đây sẽ là bài đánh thẳng cung A hay đánh cung A thủ phù dành cho game thủ Cam Quýt. Vâng, đang khung dần cái nhà của mình lại. Nhà là có thể khung. Vâng, đã nhảy đời cho game thủ tiểu màn thầu. Một bài lên đời khá sớm dành cho người cầm Garrick. Có lẽ sẽ là quyết định đánh cung A thủ phù dành cho game thủ Cam Quýt trong trận đấu này. Mong tuần hù đầu sẽ là một tuần hù đỏ, chúng ta sẽ lấy lại được lợi thế. Bãi quả này không biết tiểu màn thầu phát hiện hay chưa. Nếu mà tiểu màn thầu chưa phát hiện thì sẽ rất là... chúng ta sẽ có một cái lượng lực tốt hơn. Tôi rất sợ những trường hợp tiểu màn thầu đi con giò qua và... Không, con giò và con chém của tiểu màn thầu mục tiêu là bãi vàng của chúng ta. Tôi này thì ôm dân ra một quả thực. Con chém là chưa có giáp. Tuyệt vời. Ăn được con chém đầu tiên của game thủ tiểu màn thầu rồi. Vẫn đang là đánh thoải mái dành cho chúng ta nha. Bánh xe cũng đã có luôn dành cho game thủ Cam Quýt. Vâng, tiếp tục ăn hoang thêm một bãi quả nữa. Nếu mà không phát hiện thì thực ra lực là siêu khỏe này. Game thủ tiểu màn thầu sẽ không hiểu sao. Vâng, công phu dành cho game thủ tiểu màn thầu. Đó là lối chơi của game thủ tiểu màn thầu trong trận đấu này. Vâng, công luôn. Phải chắc chắn sẽ công khoảng 2-3 p dành cho game thủ tiểu màn thầu trong trận đấu này. Vâng, trận trước chúng ta cầm trò xoàn, chúng ta giành thế chủ động đi công, và trận này game thủ tiểu màn thầu cũng muốn có một lối đánh tương tự. Vâng, đã tới 2 p thì tiểu màn thầu vâng đang hù đen nha. Vâng, tuyệt vời này, chưa hù được con cung A đầu tiên của game thủ Cam Quýt. Vâng, cuối cùng thì nó cũng hóa màu rồi. Bò những cái e rất là thông minh để cho game thủ Cam Quýt. Thế là việc như này, những con hù sẽ phải di chuyển đường vòng, tạo điều kiện để chúng ta có thể tụ được cung A một áo. Vâng, mang dân lên quẩy luôn. Không thấy những con chém tiếp theo dành cho game thủ tiểu màn thầu. Bãi quả ăn chơi. Đang khai thác bãi quả rồi. Đang sóc rất trần lực cung A lên, tôi không nhìn rõ được cái số lượng thực lên. Không được mắc binh cho lắm. Đang đập dân rất hay và có vẻ như turn này chúng ta sẽ thủ được và ôm được nhà P của game thủ tiểu màn thầu không. Bắt đầu hù đỏ hơn dành cho game thủ tiểu màn thầu rồi. Vẫn đang mang nông dân trần lực quẩy thôi. Vâng, trận này khá đen, ở nhà hơi gần. Vâng, đi sai rồi. Thế trận lên đời sớm hơn và công hay để cho game thủ tiểu màn thầu. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-1. Nhà gần thật.